Đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thành Diệu, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách nhà nước, việc thực hiện các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn năm 2017 và các vấn đề có liên quan. Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe đại diện các ban ngành thành phố báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội, tình hình quốc phòng an ninh, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016-2017, kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017, tiến độ xây dựng công trình. Các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, các đại biểu đã thảo luận làm rõ các nội dung có liên quan đến việc thực hiện các công trình, các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Diệu, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành phố Mỹ Tho đạt được. Đồng thời, ông đề nghị một số vấn đề thành phố Mỹ Tho cần thực hiện trong thời gian tới. Chú ý đến dự án phát triển thành phố Mỹ Tho, tham gia, tham vấn và phản biện với những công trình thành phố gắn liền với tỉnh. Có kế hoạch xây dựng cây xanh cho đô thị, phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư công.